Lâu 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 lâu. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nữa mà. Ngày hôm nay thì Khải vừa mở được cái mảnh hồng hồng thô số 3. Thì những cái mảnh lẻ còn lại như là 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, những mảnh thô đó là Khải cũng xin lên trong bàn là cái mảnh hiếm của nó là số 3 nha. Và giờ Khải sẽ làm video ép cái ấn kháng họ mảnh hồng thô cho anh em xem nha. Rồi, hiện tại bây giờ Khải đang chuẩn bị 3 cây dạng là 5.000 xu. Thì đổi xu đã. Anh em đợi chút nha. Ok, sau khi đổi xu xong thì Khải đi kích vô thành hòn kim tôn giả thì nó cần nhiệm vụ gì. Ta muốn ép rồi. Ta đổi mảnh thạch anh rác lấy rồi mảnh thạch anh. Trang 2. Ta muốn đổi mặt anh thạch đổi tên gì. Ủa sao không có nè. Ta muốn đổi là đội rác. Được rồi, có thể đổi cho nó đều là chút. Đã, ok nè, sau khi tìm hiểu sơ qua thì chúng ta sẽ đến cái thành Phúc Duyên này nè. Để lại phải chuẩn bị thêm ít thị tinh. Nó yêu cầu là cần một bộ thị tinh nữa nè, bộ thị tinh khắp màu nè. Chứ chỗ Hồng Kim Tôn Giả chỉ Hồng Binh này nọ thôi nè. Rồi phải lấy thị tinh rồi qua bên kia hóa nhân định làm cho đẹp xem nha. Cần 5.000 điểm phúc duyên để mua bán thô và mấy cái đá này nọ. Ok, đá phúc duyên. Rồi, trước tiên Khải sẽ ép cây Khải mua 5.000 điểm phúc duyên nha em ạ. Đi qua 5 phúc duyên, alo. Giao dịch mua một cái ấn thô 5.000 điểm phúc duyên nè. Rồi yêu cầu tham gia trên một chiến ấn nè, tinh luyện nè, ghép tấm ảnh trước ạ, ghép lấy cái mảnh thạch anh trước ạ. Phải ghép hồng nha nè, hồng nè, 1 nè, 2, cái này là 100% lên bởi vì cái mảnh hiếm là mảnh số 3, tùy theo cái loại màu là mảnh hiếm nó khác nhau. Rồi đó, thạch anh hồng, ok. Tiếp theo sẽ đến tinh luyện. Tinh luyện bảo ấn hồng thì chúng ta sẽ cần là một ấn thô có rồi nè, thạch anh hồng có rồi nè, ba viên thủy tinh có rồi nè, thiếu búa điện kim và đá chất ngọc. Búa điện kim mua trên này rồi, đá chất ngọc đây, 2.000 xu, 2.000 xu đá chất ngọc nè. Búa điện kim là cái gì, búa điện kim là cái gì trời, sao này mình thấy ta. Đá chất ngọc lại tìm cái búa điện kiềm nữa nè. Mồi nữa. À đây rồi, đây rồi. Búa điện kiềm là 2.000 vàng nè. Là tốn 2k xu, 2k vàng đây. Rồi. Rồi ép thôi. Vô. Quyến thì tinh luyện thạch ấn này. Không biết là 1 phát 1 là 25 luôn đây. Rồi 25 luôn thì đẹp nè mày. Thành công đó, như hương trang đây 19%. Đâu cái này phải cố gắng ép thêm cái nữa quá, 19% thôi nè quá, 19% ăn cắn họ. Ôi trời, quá đẹp đó, ok chưa. Xích đồ đây nè, là tốn hơn 5 kim mấy. Ok, đỡ trung luyện một cái đây nha nè, 19 hơi phèn nè, 20 đi nó chứ được đẹp lắm. Ở tầm này thì nó 19-26 là mát 75 luôn á, mất 75 luôn. Hay là giữ nguyên, ok ta. Được không? 56 với 19 là mất 75 luôn, giật lên 1 điểm 2 điểm cũng vậy. Điều lên 20 thì đẹp hơn nữa. Ta xếp hiệp cốt nha nè. Hôm trước Khải đọc giải truyền Hồng Mỹ, giải truyền Hồng Mỹ hiệp cốt kháng cả 2 rồi. Hãy trùng liền đi, trùng liền hai phát như nè, trùng liền hai phát đi. Rồi ok, ở trùng liền thì tham gia tinh luyện này, trùng liền thì thêm trên 2 XL đi. Trùng liền là tính thạch bảo ấn, cần gì, một thạch bảo ấn bất kỳ nè, một đá trùng liền tại kỳ diện các cái một cây vàng. Rồi ok, đá trùng liền thì một đá trùng liền, đá trùng liền đâu, đá trùng liền 1.000 xu, à trùng liền tốn một cây vàng và một ca xu. Rồi hiểu rồi,
vô cái ấn này là mất mớ tiền rồi nè, trung liền thấy đặt thật ấn vào bất kỳ còn lại à, bất kỳ chỉ đặt ấn vào thôi, không bất kỳ đỡ ngồi ấy lộn lộn ấn luôn. Rồi, 17 đậu xanh chết chết chết. Ấy da, nhỏ dữ ta. Rồi, mấy cây dạng nữa rồi. Kênh à, kênh như gia đàn à, mất ba cây dạng rồi đó. À, nè, hai phát nữa nè. Đâu, hấp dẫn nó từ 19 rất 17 nè, vãi đái thiệt. Nó khai áo game này vô lại cái nè mày. Số bằng xuôi này đều cắt rồi đó. Rồi, tiếp tục hai cây dạng tiếp. Thì đó, cái này ra 25 đẹp nha anh em. Phải lóc lạc nè. Lóc lạc đó. Rồi, lại này. Mấy ao game mình như này mình vô lại này. Rồi. Hai ca dạng, hai ca sâu, ok chưa? Tiếp tục. Lại gì quýt bắn nè. Đá chung liền đây. Ui. Nhiều. Ở sổ 20. Nó được 1%. Vãi đàn. Kinh nhờ. Mười chín mười bảy hai mươi thôi đỡ 20 được rồi nè mày trùng hai phát rồi hai tiếp đổ máu rồi nè à, ít nhất một trên 20 bằng 20 nữa này cái nó rút mình vớ tiền này ui cái chung liên tiếp cuối hàng trời 16 đủ xanh trời ơi 16 đủ xanh chết 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 rồi hai ca su nữa hai ca su hai ca vàng nhanh nè cái này hơi bị tốn tiền dạng hơi bị tốn su ấy. À, đỡ mà muốn có một con số đẹp đó 25 thì thực sự chúng ta sẽ đánh đổi rất là nhiều thứ nữa mà. Rồi tiếp tục đổ, đi đổi xu đó làm tiếp hai phát nữa tục 1.000 xu còn 1.000 vạn. Bên con nghe mười khải thì hôm trước khải có cái ấn kháng banh rồi nè này nè là khải đỡ nghe mười xài còn con này khải sẽ chuyển thành ấn kháng hỏa như này tại vì đường môn thì khải cũng không cần kháng banh lắm đỡ một solo với nghe mười thì khải đánh căng được nhưng mà nên là khải cần kháng hỏa cho nó giao tranh với cái băng tầm này cái băng rồng khỏe lắm nè sợ một lần 24 thì dưới người ta. Em 5 lần rồi. Ô, hay quá. 5 lần ok, 23 được rồi em ơi. Đẹp rồi đó, 23 đẹp rồi đó. 23, quá tuyệt vời. À, mình 10, 19 này, 17 này, 20, 16. 19, 17, 20, 16, 20, 23. 23 được rồi. Ok. Đó, nói chung là làm lúc nãy 19 nó cũng mắc kháng hỏa thôi nè, cũng mắc kháng hỏa 75 thôi.
mà Khải muốn nó trên 20 tí cho nó kiểu gần gần mắt khoảng 90-95% tí nữa. Như cái này là 100% là 25% phần trăm, 25% là mát tổng đối, tương tương đối. Còn cái này là 23% thì nó cũng được tầm mát 90-95% rồi, là ok rồi. Còn lúc nãy có 19 thì nó phèn quá. Rồi, ok. Vâng. Ok, có cái ấn này anh em biết sao anh em lợi cái chỗ đi chanh nó không có tốn mana nha mọi người. Đi chanh này nó rất là lợi nha anh em. Đó. Rất là ok luôn. Thì hai con ép ấn này nói chung là mở ra này nọ, cái ấn này chắc cũng hơn 10 kim tí nữa. Gần 1 triệu ấn này đỡ mà lên ấn này chắc là tương đối gần 1 triệu. Mạnh hơn mạnh hiếm với lại ép vật liệu nãy giờ tốn hơn 5 kim mà hơn 5 cây dạng thì nó tương đương hơn mười mấy kim luôn nè. Ok. Quá đẹp. Rồi, sai. Quá đẹp. Rồi, anh em xem sơ qua xếp đồ của Khải này nè mà. Từ từ Khải chuyển qua cùng Nga cho anh em xem xếp đồ của Đường Môn. Đường Môn này thì bữa giờ Khải không có cầm, cái đưa cho ông anh ông cầm đánh cho vui nè, có người thiêu phụ ban hoạt động nè. Đây cho anh em xem đồ. Đây hay khá đây. Đây nè. Dây chuyền kháng cả Hồng Mỹ 2 áo 50 nhẫn cục bộ kháng cả và tay kháng hỏa. Phải có một tay kháng hỏa 40 rồi nhá. 10 giờ đều có 15 thôi nè. Rồi 15 40 đều phải chưa thay. 13 40 chứ. Khả đang phân vân là có nên mang phòng thủ một lý để mắt lên 75 hay là kháng hỏa còn 5x. Thì Khải nghĩ chắc là mang thủ lý nha. Chắc lên đảo đi nè mày. Lâu rồi mình chưa lên đảo. Nếu mà kiểu đó thì mình sẽ còn có 40 chó thôi nè. 40 chó đánh tống kia thôi nè. Chỉ có 40 chó đánh tống kia thôi. Sức mạnh này mình tăng lên 100 điểm để mình thi ra thi vào nha. Hôm nay điểm kỹ tiềm năng mình khá nhiều á nè. Chắc là Khải cũng dự định là ok. Thiếu định của Khải sau một thời gian thì bây giờ Khải sẽ thay theo kiểu này. Để Khải có thể thay ra thi vào tay nha nè. Khải có thể thay ra thi vào tay nha. Ok, anh em cùng lên đảo Khải này. Thì thấy ra thì vào một cái bao tay luôn. Đỡ có thể là khi nào đi tung kim gà sẽ mang bao tay kháng hỏa trốn vào. Còn khi nào được bơ ca ngồi thì Khải hoặc là đi solo gà sẽ mang mát một thuốc lý. Đây, như thế nào anh em cùng chờ đợi Khải dịch mới cùng tinh hồng vào cho nó nè. Biết đủ tinh hồng nè. Đây, cái đủ tinh hồng này. Này, không có viên nào. Viên nào, này có mấy viên. Một viên lẻ. Ok, bên này có 5 viên. Bên cũng như mới có 1 viên. Anh như mình bữa gom được nhiêu đó đó nè. Hôm qua em kia nhận cái hỗ trợ góp server á, dành cho gần 60 điểm tiềm năng nè. Khá là nhiều điểm. Nên là ok, bây giờ mình trải nghiệm có thể thay vào tay ra vào. Có thể mang 80 chó hay có thể mang thủ một lý. Để xem mình có nên hay không nha. Nên hay không nên nha nè. Rồi, lên đảo ông ạ. Cuối cùng tên hồng. Tay. Đã bây giờ mang bao tay vô thì mất một thủ một lý nè. Thủ này thêm 13 nữa thì nó sẽ mất thủ một lý. Và trừ ra 23 đi. Thì kháng hỏa được năm mấy. Kháng hỏa được 55. Nếu mang mất thủ một lý thì kháng hỏa được 55. Nhưng mà hiệu ứng chó thì không đạt 80. Mang 4.200, cái này hết event này. 4.200 thôi. Ok, đạo. Được tay 7k5 nha năng. Được tay 7.10 phải là có càng khôn thì 7k5. Đã bây giờ thì nhìn xung qua đưa Khải xem nè. Đỡ mà Khải kích theo kiểu đó thì Khải sẽ có hai nhóm hiệp cốt. Hai nhóm hiệp cốt, không có cái nào thổ đâu. Tính ra không kích được.
lưng không tháo ra được, đôi giày không tháo ra được. Thì mắc này đúng 140 lận nè, 140 lận nè. Rồi ok, lấy đồ cho anh xem. Đó, hai thứ đang thay đổi, cũng như là đai lưng. Hôm trước Hải sinh ra cái đai lưng này nè, đó, được Hải trải nghiệm xem thử nên như thế nào. Nếu mang đai lưng thì là lưng này sức mạnh đến 164 lận nè. Nếu mà mang theo kiểu này á, đây, anh xem. Nếu mang theo kiểu đôi đai lưng nhẫn 80 chón này nè, đó ok đẹp không? 80 chón luôn, quá đẹp luôn. Rồi phòng thủ thì được có 13 từ bao tay, nón 2 lân, giày 21. Thì phòng thủ chỉ có đến 18 thôi nè. 8 vẫn đặt, 80 chón nhưng mà thấp quá. Hắn hỏi thì ok. Tại vì nó mất cái đai lưng 19 này nè. Ok, giờ mang lại là đương lưng 19. Rồi thì thôi, cái đây nhà đại thủy nó bỏ đó ngồi. Tại vì hôm trước anh em qua nhiều anh em hỏi bảo Khải cái đai thủy bỏ đâu rồi. Còn đôi giày hỏi thì đang dùng rồi nè. Đó. Thừa ra đôi giày này, Khải đang bán lại. Đây, thừa ra đôi giày này. Đó, 25, 15, 40, đôi giày nó khá đều nè. Nói chung những đôi giày mà mắt ộp như thế này, tương đối 80-90% như thế này thì sự sẽ vừa. Chỉ có đôi Khải là đính trên đầu ngón tay nè, không nhiều nè. Rồi, theo gia đình Khải định mang như thế này nè mọi người. Mắt thủ của Lý 75 này, thắng hỏi 55. Nó khả năng ấn này thì Khải sẽ có 40 chón thôi. Đó, đi đỡ đi bơ căng ngồi cũng như là đi đánh ngồi thì Khải chỉ như vào đó nè, Khải đang định đi dạy mắt thủ 15 cho nó trâu này đó. Rồi, thắng hỏi chỉ một món 15 chỗ này, một cái ngọc chân ấn chỗ này là được nè. Thắng hỏi 55 khá tương đối. Đó. Rồi, bây giờ thì đỡ mà có thể thay ra bao tay thay ra thay vào. Thì Khải đang dự định đó là phải kích cái nhẫn này vào nữa thì Khải đang thiếu khoảng 22 điểm 32 điểm sức mạnh. Đỡ có thể thay vào tay đó, ok chưa? Khi nào cần thì mang qua tay này vào, khi nào cần mang qua tay này vào. Đỡ đánh tống kim thì 80 chót. Khi đánh tống kim thì mang qua tay này vào. Thì Khải sẽ được là phòng thủ 64, kháng họ 68 và chót 80 đó. Chót 80. Đó. Chót 80. Và 80%. Đó, đỡ đánh tống kim như vậy. Còn mà đỡ đi bơ ca ở đi bãi quả này nọ thì mang qua tay này vào. Thì mình sẽ mang cái nhẫn này vào. Mang cái tay này vô. Đó, thì lấy phòng thủ. Thủ 15. Nhẫn này mang vào. Đó, ok chưa? Chẳng hỏi 15, thủ 15. Ok. Đó. Thêm một xíu sức mạnh nhưng mà có thể thấy ra thì vào được nè. Còn làm tròn trăm sức mạnh đúng không? Ok chưa? Rồi, ok. Chúng là quyết định như vậy đi. Bây giờ phải tăng chỗ này lên tròn 7 cái năm được tay. Có càng khôn. Mấy cái năm bằng tay tròn có thằng con thường máu được bao nhiêu? Mình 8.000. Ơi không, anh đang làm video. Máu được 4k. 4k mốt. Là ok rồi. Khó mấy cái đồ này cho đợi tháo ra lấy nó rớt hết. Khó rồi. Đó này đã tống kim. Làm vô. Theo ra thì vô nó mất rớt mà chết nữa. Rồi, ok. Quá đẹp. Đó, mà càng ngồi thủ lên 75 châu liền nè. Rồi tháo tay ra thủ là đem xem. Tháo tay thủ ra thì thủ có 64 nè. Đó, mang vô được thêm 13 nữa là thành 77. Đó, ok luôn. Rồi, cái này không sử dụng đến thì cắm bên này. Để khỏi bị lộn độ. Đây này ra thì vào này. Lưng này cắt không dùng rồi. Nhẫn này thì ra đi vào rồi. Tay này thích thì mang thêm mấy ngõ thì mang qua tay này. Mà không mang qua tay chón kháng họ 40. Còn cái này cắt đi. Rồi ok. Xong như năng. Nó sau khi lên đảo thì nó có một số trục trặc nữa. Đó là thay cái bao tay của thủ lý vào. Rồi sẵn tiện tay một ít điểm sức mạnh đỡ thở thay ra thêm vào cái bao tay chón 40 nữa đỡ đạt 80 chón đá tông kia rồi nè. Chúng không có ý gì hết đó. Ủa, đẹp chưa? Mới lên được ấn nữa thì tự tin tháo cái bao tay kia ra, bỏ tiền thủ vô nè. 40 chón vẫn ok. Đánh con kia mà thấy cái kia vào thôi. Rồi. Anh em xem video đừng quên đỡ lại cho video khảo một like, share ủng hộ cho anh em ơi. Và kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye.